mèo ben lần đầu mua đồ ăn bằng tiền một buổi chiều đẹp trời mẹ ben đưa cho cậu một ít tiền và nói ben à hôm nay mẹ sẽ cho con tự vào cửa hàng eleven mua đồ ăn đây là lần đầu tiên con sử dụng tiền hãy nhớ tiêu tiền hợp lý nhé ben cầm số tiền mẹ đưa lòng đầy phấn khích nhưng cũng có chút lo lắng cậu chưa bao giờ tự mình mua đồ ăn cả và bây giờ mẹ giao nhiệm vụ này cho cậu ben không biết nên làm thế nào cửa hàng eleven ở gần nhà Vừa bước vào cửa, Ben thấy rất nhiều món ăn hấp dẫn được bày biện trên kệ. Ben nhìn quanh, tay cầm tiền nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu bối rối, đứng ngẩn ngơ trước tủ kính đầy những món bánh, nước uống và đồ ăn vặt. Cô nhân viên thấy Ben có vẻ lúng túng, liền tiến lại gần và nhẹ nhàng hỏi: "Con lần đầu tiên đi mua đồ phải không?" Ben ngước lên, gật đầu rồi khẽ nói: "Dạ, đây là lần đầu tiên con dùng tiền để mua đồ ăn, con không biết nên làm gì." cô mỉm cười cúi xuống và dịu dàng nói không sao đâu con đầu tiên con phải xem số tiền mình có rồi chọn món ăn mà con muốn nếu con không biết chọn gì cô có thể gợi ý cho con ben mỉm cười ngại ngùng dạ con không biết nên mua gì cô nhân viên nhìn ben rồi đề nghị con có thể thử mua một chiếc bánh bao và một ly tắc muối cả hai đều ngon và hợp túi tiền của con đấy ben nghe vậy thì sáng mắt lên dạ con thích bánh bao và con cũng chưa bao giờ uống tắc muối sau khi nghe cô gợi ý ben cầm tiền bước đến quầy chọn một chiếc bánh bao nóng hổi và một ly tắc muối khi tính tiền ben hơi run tay nhưng cô nhân viên nhẹ nhàng hướng dẫn cậu con đưa tiền cho cô rồi cô sẽ trả lại tiền thừa nếu có lần sau con sẽ quen hơn ben vui vẻ đưa tiền nhận lại món đồ ăn và một ít tiền thừa cậu cảm thấy hãnh diện vì đã tự mình mua được đồ ăn lần đầu tiên cảm ơn cô ben nói khi rời khỏi cửa hàng lòng vui sướng và phấn khởi Cô nhân viên mỉm cười, vẫy tay chào. Lần sau nếu cần giúp gì cứ hỏi cô nhé. Trên đường về nhà, Ben vừa đi vừa nhấm nháp bánh bao và uống ly tắc muối mát lạnh. Cậu nghĩ thầm, lần đầu tiên mua đồ ăn bằng tiền thật thú vị, không khó như mình tưởng. Khi về đến nhà, Ben hào hứng kể lại cho mẹ nghe trải nghiệm đầu tiên đầy bối rối nhưng đáng nhớ này. Mẹ xoa đầu Ben và cười, "Con đã làm rất tốt. Ben à, lần sau con sẽ tự tin hơn nữa." Ben cười to toét, lòng đầy tự hào. Dạ, lần sau con sẽ biết cách mua đồ ăn một cách dễ dàng hơn.